Sắc xuân đã tràn về trên mọi nẻo đường ở thành phố mang tên Bác. Và chỉ còn hơn một tuần nữa, người dân thành phố sẽ đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Những ngày này, tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh các gia đình, những bạn trẻ du xuân. Mà ấn tượng ý nghĩa nhất ở những ngày cận Tết như thế này, hình ảnh tất cả mọi người, từ nữ giới đến nam giới, đều chọn cho mình chiếc áo dài truyền thống Việt Nam để lưu giữ khoảnh khắc ngày Tết. Năm mới Tết đến, diện cho mình chiếc áo dài truyền thống hay cách tân cũng đều tạo nên sự tao nhã, thể hiện nét thanh lịch, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho bức tranh ngày xuân ở phố phường thành phố Hồ Chí Minh thêm rực rỡ. Cái áo dài truyền thống của Việt Nam mình đó, nó rất là đẹp. Cô thích, cô đi ra nước ngoài cũng vậy, người ta ưa chuộng lắm. Ta chạy theo, người ta chụp hình nhiều lắm. Thì cái đó là cái đặc trưng của Việt Nam mình là áo dài truyền thống. Em cũng mê phong thủy, là em thích mặc màu đỏ để mà mang lại sự may mắn cho mình vào mấy cái dịp đầu năm mới. Áo dài thì nó lại mang cái nét vẻ đẹp của người con gái Việt Nam á, nó tôn vinh lên được cái dáng và cái nét đẹp của Việt Nam mình, cái truyền thống của mình. Nên là em rất thích mặc áo dài. Tại vì áo dài nó là một nét gì đó là của dân Việt Nam của mình, nó là đại diện cho dân tộc Việt Nam. Với lại áo dài thì nó mặc lên thì nó tôn vinh lên cái nét đẹp của người phụ nữ á, nhìn nó rất là đẹp và nó duyên dáng, nên mình quyết định chọn áo dài. Thì mình thấy là áo dài đỏ thì may mắn, với lại nó tôn được cái vẻ đẹp của người Việt Nam mình. Theo em thì nam thì tôn lên dáng, với lại tôn cái vẻ đẹp nam tính lên. Năm nay, không gian đón Tết ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được trang hoàng đặc sắc, gắn liền các hoạt động dân gian như nặng tò he, làm tranh nghệ thuật xoắn giấy, giấy handmade tạo hình 3D, khắc thủ công mỹ nghệ, mang đậm nét văn hóa cổ truyền dân tộc. Khung cảnh những tà áo dài tha thước xuống phố du xuân bên cạnh mai vàng nở rộ, ông đồ cho chữ, cầu đổi Tết khiến cả góc đường vô cùng náo nhiệt, thu hút, níu chân nhiều du khách vô tình bắt gặp. Hứa hẹn một năm mới nhiều bình an, hạnh phúc. Năm nay là năm đầu tiên mà em đi ra chụp hình xuân với mọi người như vậy. Em cảm thấy vui, với lại không khí náo nhiệt lắm chị. Nó thấy mọi người rộn ràng lắm, nó rộn ràng mùa xuân đón Tết á. Mùa xuân năm nay của mình rất là rộn ràng, mọi người đều đổ xô rất là nhộn nhịp. Tới đây thì ai cũng mặc áo dài thì mình thấy không khí Tết nó tràn về rất là nhộn nhịp luôn. Với lại năm nay hình như ở đây tổ chức sớm hơn mọi năm nên mình thấy nó vui, mà nó nôn nao á. Mình cảm thấy cái nét đặc trưng của Việt Nam mình ở nhà văn hóa thanh niên. Lễ hội này thì rất ý nghĩa, với lại cảm thấy là nó vui, giúp người ta thì cảm thấy vui và yêu đời và chụp hình thôi. Mình đến thì tầm lúc 10 giờ tới bây giờ thì mình ở lại thì mình ăn uống rồi mình chụp hình tiếp.